Mình rèm cửa Titaco xin kính chào quý khách. Hôm nay là một ngày đặc biệt nữa, Tuyền sẽ giới thiệu đến quý khách hàng mẫu rèm cuốn màu xanh ngọc này rất là dễ thương. Thì Tuyền làm theo đơn đặt hàng của chú Bình ở Phú Yên. Thì chú làm đơn này khoảng là 22 bộ, có bộ lớn bộ nhỏ, nhưng mà Tuyền sẽ làm clip này giới thiệu đến quý khách và gửi xuống cho chú Bình luôn. Cái màu xanh này rất là đẹp, rất là dễ thương. Rèm cuốn này là mẫu rèm cuốn truyền thống, có độ bền rất là tốt. Đây là một quyển mẫu mà Tuyền hay giới thiệu đến quý khách. Thì quyển mẫu của Titaco này chúng ta có khoảng hơn 100 mẫu các anh chị. Thì mẫu mà Tuyền giới thiệu và làm đơn của chú là Tita 203. Thì Tuyền sẽ lật ra cho các anh chị xem cái màu của nó, màu sắc của nó. Đây là rất là nhiều các anh chị, mình có thể là mình chọn mẫu tùy theo cái mẫu tùy theo. Màu xanh lợp có chút xíu cũng có, xanh đậm một chút cũng có. Mẫu của chú đang đặt là C Tita C203. Để tôi sẽ lật ra cho anh chị xem nha. Mẫu rất là nhiều, thì tôi sẽ lật nó hơi chậm một chút. Dạ, đây rồi. Mã đây. À dạ đây nè. Thưa quý khách, đây là mẫu Tita 203. Rất là nhiều, nó dễ bị Tita 203 còn rất là nhiều màu sắc. Các anh chị có thể chọn mẫu cũng được. Thì mẫu này là mẫu Tita 203, mình sẽ đưa lên. Mình sẽ đưa lên các anh chị. Tita 203. Đây tiền đưa này. Rất là đẹp đúng không ạ? Rồi. Mẫu rèm cuốn này của chú thì đơn hàng cũng đã xong rồi, thì Tuyền sẽ gửi xuống cho chú luôn. Thì Tuyền sẽ hướng dẫn cho chú cách sử dụng, cách kéo. Thì khi mà lắp ráp á, thì chúng ta có một bộ bát như vậy. Bát này chúng ta sẽ bắt lên tường. Và cái bát này là lưỡi gà, là cái lưỡi gài á, chúng ta sẽ gài vào. Chỉ cần như vậy bắt lên tường là đã có thể bắt rèm vào. Khi bắt rèm thì mình bắt cái thanh ở trên mình gài vô là xong. Cái này Tuyền đã hướng dẫn rất kỹ và có làm nhiều clip hướng dẫn cách lắp rèm cuộn, rèm cuốn cho quý khách. Quý khách có thể xem thêm một cái clip đó, nó riêng biệt luôn. Về sử dụng thì chúng ta có thể kéo lên kéo xuống tùy ý thích của mình, kéo xuống và kéo lên. Đây là một bộ rèm cuốn mẫu hiện đại. Khi kéo lên hết như vậy thì nó sẽ ngưng. Rèm cuốn thì khi mà chúng ta kéo hết á, thì nó có cái chốt chặn ở đây, làm cho chúng ta có thể kéo rất là thoải mái. Đó, chúng ta kéo hết thì nó có một cái chốt chặn ở đây. Bây giờ chúng ta kéo lên kéo xuống tùy theo mình sử dụng, mình lấy ánh sáng. Rèm cuốn thì có rất là nhiều màu sắc cho chúng ta chọn. Thì hôm nay tôi giới thiệu mẫu rèm cuốn màu xanh ngọc Tita 203. Sản phẩm của chúng tôi bảo hành là 12 tháng sử dụng. Quý anh chị có thể đặt hàng qua số điện thoại là 1900 2618 hoặc số hotline của công ty 0913 106 109. Sản phẩm được đóng gói kỹ, bao bì, bảo hành 12 tháng sử dụng. Quý khách có thể đổi trả trong vòng 7 ngày nếu chúng tôi giao hàng không đúng chất lượng, không đúng mẫu mã và không đúng bị sai lỗi kỹ thuật. Thì các anh chị muốn biết giá thì hôm nay tôi sẽ công bố giá luôn. Giá về sản phẩm những cái bộ rèm cuốn cao cấp này cản sáng chống nắng nha các anh chị. Mẫu vải cản sáng chống nắng này không bám bụi. Giá trung bình ở thị trường là 380 cho tới 420 ngàn đồng trên 1 mét vuông. 380 tới 420 ngàn đồng trên 1 mét vuông. Quý anh chị hãy liên hệ với công ty chúng tôi mua hàng tại xưởng sản xuất, tự về lắp ráp thì chúng tôi sẽ giảm cho quý khách hàng từ 15 đến 20% tùy theo mẫu mã. Thì sản phẩm này Tita 203 hiện tại nó đang là giảm 20% cho quý khách hàng. Quý khách hãy liên hệ với công ty qua số điện thoại tổng đài 1900 2618 hoặc 0913 106 109 để chúng tôi hỗ trợ các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem clip này. Chúng tôi sẽ giới thiệu từng mẫu cho các anh chị xem để so sánh màu sắc như thế nào, cách sử dụng như thế nào để cho mình dễ chọn lựa hơn. Hãy theo dõi những clip sản phẩm của chúng tôi. Xin chào và tạm biệt quý khách hàng.